giờ để nghe những lời làm chứng. Và chúng ta biết rằng là cứ 3 tháng chúng ta sẽ có một cái tuần để chúng ta nghe lời làm chứng. Tôi suy nghĩ rằng mình có 12 tuần, 11 tuần mình nghe lời Chúa, và mình có một tuần để mình được nghe cái ảnh hưởng của lời Chúa ở trên anh chị em của mình. Và tôi rất cảm ơn Chúa về điều đó. Tôi soạn bài giảng khoảng 10 mấy trang á, mà thôi chắc giờ tôi nói chừng 2 trang thôi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Tôi nghĩ là mình nghe những lời làm chứng đó thì mình đã được khích lệ nhiều rồi. Tuy nhiên để đúc kết thì tôi cũng chỉ chia sẻ một vài điều trong Colossae đoạn 4 câu 2 đến câu 4. Thật ra chúng ta chỉ tập trung vào trong câu 2 mà thôi. Chúng ta để ý rằng ở trong câu 3 đó, ông Phaolô ông nói với hội thánh Colossae là cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích. Colossae là một trong những bức thư gọi là những lá thư ở trong tù. Và lúc này Colossae đang bị giam giữ lần thứ nhất ở tại Roma. Và có một cái điều rất lạ, đó là khi ông cầu nguyện á, ông xin hội thánh cầu nguyện cho ông, thì ông không xin hội thánh cầu nguyện để ông được ra khỏi tù, để ông được ra khỏi cái cửa ngục. Điều ông cầu nguyện là gì? Xin Chúa mở cánh cửa tin lành. Tôi suy nghĩ rằng tại sao sứ đồ Phaolô lại không xin hội thánh cầu nguyện để mở cái cửa nhà giam, mà lại chỉ xin cầu nguyện để mở cánh cửa của tin lành. Tôi nghĩ rằng trong cái nhìn của sứ đồ Phaolô thì cái cánh cửa nhà tù tại Roma của đế quốc La Mã hùng mạnh, nó không phải là một cái vấn đề gì đáng quan tâm hết trơn. Nếu Chúa muốn, lúc nào ông cũng có thể ra khỏi cái cửa tù đó. Điều ông xin Chúa là gì? Đó là cánh cửa của tin lành được mở ra và Chúa tiếp tục sử dụng cuộc đời của ông. Khi tôi đọc cái phân đoạn thánh này, tôi nhớ rằng 400 năm trước thời của Phaolô cũng có một thanh niên đang bị lưu đày ở tại Babylon. Ông người thanh niên đó tên là Nehemi. Và khi mà đối diện trước cái sự quan tàn của Jerusalem thì Nehemi đã cầu nguyện trong đoạn 1 câu 5 rằng: Ôi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Và rồi ông kết thúc lời cầu nguyện của ông trong câu 11: Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Trong cái nhìn của Nehemi, đấng mà ông thờ phượng là Jehovah, Đức Chúa Trời của các tầng trời, là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh. Còn vua Artaxerxes hùng mạnh thời bấy giờ, trong cái nhìn của Nehemi cũng chỉ là một con người. Xin cho tôi được ơn trước người này. Đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, Artaxerxes, vua của đế quốc Pharisơ lúc bấy giờ, không là gì hết, chỉ là con người mà thôi. Và ông xin Chúa để ông nói rằng: Xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của ông và lời cầu nguyện của con dân Chúa. Cũng giống như sứ đồ Phaolô, Nehemi tin rằng phương tiện để vận hành cái quyền năng của Đức Chúa Trời không có gì khác hơn, chính là lời cầu nguyện. Và tôi tin rằng ngày hôm nay lời cầu nguyện vẫn là cái phương tiện mà Đức Chúa Trời ban cho con dân của Ngài để mở ra những cánh cửa vẫn còn đóng kín, và qua đó giúp cho chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Ngài. Ở trong thời giờ vài phút ngắn ngủi này để đúc kết cái lời làm chứng, tôi chỉ nhắc cho quý vị một vài điều về sự cầu nguyện. Sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Colossae rằng phải bền độ trong sự cầu nguyện. Cái chữ bền độ đó, nó có một cái bản dịch trong tiếng Anh là continue, là tiếp tục cầu nguyện. Hoặc là có một cái bản dịch khác thì NASB thì dịch là devote yourself, tận hiến chính mình, tận hiến ở trong sự cầu nguyện. Cái từ đó trong nguyên ngữ nó là một cái từ ghép vô, nó là hai cái từ dính vô với nhau. Và một từ á, nó có nghĩa là kiên định, là không có dao động. Và một cái từ, nó có một cái chữ đứng ở đầu, nó mang cái ý nghĩa nhấn mạnh cái từ kia. Do đó cái động từ bền độ này, nó có nghĩa là một cái sự kiên trì một cách can đảm mạnh mẽ. Nó có nghĩa là nắm chặt một cái gì đó và không buông ra. Và đó là cái thái độ mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Kiên trì trong sự cầu nguyện, bền độ trong sự cầu nguyện. Hay nói như sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Tê-su-ca trong Thi-ca nhất đoạn 5 câu 17 rằng hãy cầu nguyện không thôi. Cầu nguyện không thôi không có nghĩa là lúc nào cũng quỳ gối nhắm mắt cúi đầu và
phát ra cái môi tiếng nói bằng môi miệng cầu nguyện không thôi, là một cái kết nối liên tục với Đức Chúa Trời, là sự liên tục tìm kiếm ý muốn của Chúa trong mọi sự, là sự nhận thức về sự hiện diện của Đức Chúa Trời xung quanh mình. Ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta không bền độ trong sự cầu nguyện là bởi vì đối với rất nhiều người chúng ta không thấy là mình cần Chúa. Chúng ta không thấy rằng Chúa là quan trọng trong cuộc đời của mình. Chúng ta không thấy rằng mình có một cái sự khao khát Chúa. Và rất nhiều người trong chúng ta chỉ tìm đến với Chúa trong sự cầu nguyện mỗi khi mình gặp nan đề và mình xin cần Chúa giải cứu. Và một khi nan đề nó qua rồi thì mình cũng bỏ qua sự cầu nguyện. Và hơn nữa vì nhiều người không ý thức cái sự khốc liệt của trận chiến thuộc linh mà chúng ta đang đối diện, cùng với cái sự gian xảo của những kẻ thù của chúng ta, đó là ma quỷ. Anh chị em nhớ là ở trong cái câu chuyện của Cain trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 7, Chúa cảnh cáo Cain, Chúa nói rằng nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao, còn nếu như chẳng làm lành thì tội lỗi đó rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị. Và sứ đồ Phi-rơ cũng nói với chúng ta trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 8 rằng ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Sứ đồ Phao-lô nói với Thánh Ê-phê-sô rằng chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền thế lực, cùng các vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ các miền trên trời. Vậy nên không thể nào dùng vũ khí con người để mà đánh trận với chủ quyền thế lực vua chúa của thế gian mờ tối này. Ông nói rằng vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày hoạn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Và khí giới của Đức Chúa Trời là gì? Những câu tiếp sau đó sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra, và trong câu 18 ông nói một trong những khí giới đó là gì? Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền độ trọn vẹn và mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Thì xin Chúa cho chúng ta kiên trì bền độ để cầu nguyện. Nhiều người chúng ta mệt mỏi sau nhiều năm tháng cầu nguyện cho người thân tin nhận Chúa nhưng không có kết quả, rồi nhiều người cầu nguyện cho bệnh tật, cho những cái nan đề mà thấy dường như nó không có cái vấn đề gì xảy ra. Nhưng xin Chúa cho chúng ta cứ tiếp tục kiên trì trong sự cầu nguyện. Chúng ta nghe lời làm chứng của chị Lệ đó, tôi đang đi dự hội đồng thì tôi được gọi và cho biết rằng ba chị Lệ ở trong bệnh viện tôi gọi, thì lúc đó chị Lệ đang ở với bác ở trong bệnh viện, trong ICU. Và tôi hỏi gì lại là bác có muốn tin Chúa không? Lại nói muốn. Tôi nói vậy đưa điện thoại tôi nói chuyện với bác. Tôi điện thoại tôi nói chuyện với bác. Tôi giải thích cho bác một ít về phúc âm và tôi cầu nguyện cho bác. Và chúng ta cũng thấy rằng ông cụ Thại là ba anh Thăng, rồi mẹ anh Thăng trước khi qua đời cũng cầu nguyện. Đó là cái sự khắc khoải trong tấm lòng của anh Thăng trong nhiều năm tháng cầu nguyện cho ba mẹ mình. Nhưng mà rồi Chúa đáp lời trong những cái giây phút cuối cuộc đời của bà cụ. Và bây giờ Chúa cũng cho ông cụ tin nhận Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Chúng ta cứ tiếp tục bền độ mà cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình, cho con cái và cho hội thánh. Điều thứ nhì mà sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta rằng không những là phải bền độ mà cầu nguyện, mà ông còn nói cái đặc tính thứ nhì là phải tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Tỉnh thức ở đây có nghĩa là thức á, stay awake, thức luôn đó, tức là không có ngủ trong sự cầu nguyện. Có ai đang ngủ trong sự cầu nguyện không? Có nhiều người ngủ trong sự cầu nguyện đó, mệt quá rồi ngủ trong sự cầu nguyện, hoặc là mệt quá không cầu nguyện luôn, mệt quá là ngủ luôn. Nhưng mà cái chữ ngủ ở đây á, nó còn có cái nghĩa là nói đến cái tình trạng tâm linh và tâm trí của mình nhạy bén với những gì xảy ra trong cuộc sống, và mình biết, thật sự biết là mình đang cầu nguyện cái điều gì nữa. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện mà chúng ta không biết điều gì không? Nếu ta vẫn cầu nguyện xin Chúa ban phước cho con, mà nếu mà Chúa đứng kế bên mà Chúa hỏi rằng là ủa bây giờ con muốn ta ban phước cho con, ta ban phước cái gì đây? Chúa gặp một cái người mù Ba-ti-mê, Chúa hỏi gì? Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Ông bị mù. Và Chúa hỏi ông, ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Bây giờ bị mù là muốn cái gì bây giờ? Nhưng mà tại sao Chúa lại hỏi? Bởi vì Chúa muốn chúng ta nói lên cái điều đó một cách rõ ràng. Và xin Chúa cho chúng ta tỉnh thức trong sự cầu nguyện. Mục sư George Window ông nói rằng cầu nguyện là chủ động, không phải là thụ động. Cầu nguyện là mạnh dạn, không phải là nhu nhược. Cầu nguyện là cụ thể, không phải là chung chung. Cầu nguyện là tập trung chăm chú, không phải là lười biếng. Cầu nguyện là liên tục, không phải là rời rạc. Đó chính là những cái đặc tính của sự cầu nguyện. Và điều kế tiếp, đặc tính thứ ba trong câu 2 nói rằng phải bên độ cầu nguyện, phải tỉnh thức và cầu nguyện. Và điều thứ ba, phải cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào.
Chúng ta phải tạ ơn Chúa. Hồi nãy chúng ta có hát một bài hát mà tôi rất thích, phải không? Chúng ta hát một bài hát có cái câu rằng con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài. Chúng ta ít nhất chúng ta có một cái điều chúng ta cảm ơn Chúa trong một vạn lời tạ ơn, đó là chúng ta được làm con Chúa. Mỗi ngày chúng ta thức giấc dậy chúng ta có cảm ơn Chúa không? Tôi đọc cuốn sách một thầy tới Chúa nói rằng nếu bạn là một con cái Chúa thì ít nhất một ngày bạn phải tạ ơn Chúa vài lần. Còn nếu mà bạn mà một ngày bạn không có cái gì để bạn tạ ơn Chúa, bạn coi chừng cái đức tin của bạn. Nếu bạn thật sự là con của Chúa, bạn sẽ phải tạ ơn Chúa một ngày vài lần về những cái ơn phước Chúa ban cho mình. Quý vị có thấy chúng ta phải tạ ơn Chúa nhiều lần trong một ngày không? Quả thật có rất là nhiều điều Chúa ban cho chúng ta. Trong tuần vừa qua tôi có cơ hội đọc lại Thi Thiên 23 và tôi thấy thật là tuyệt vời. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Trong cuối tuần vừa qua quý vị biết không, tôi đi một cái trại gia đình, nghe dữ ha, một cái trại gia đình. Và khi tôi tới đó đó thì họ cắm trại bên một cái bờ hồ ở bên Utah, Salt Lake City ở bên Utah bên bờ hồ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy họ dắt tôi ra một cái bãi cỏ, cỏ nó mọc cao mọc thấp tùm lum hết. Họ hỏi tôi rằng mục sư muốn chỗ nào, tôi hỏi đây làm gì, nó muốn chỗ nào rồi tụi em dựng cái lều nó cho mục sư ngủ, tức là ngủ giữa cỏ, đồng cỏ vậy đó. Lâu lắm rồi dựng cái lều lên và ban ngày vô không được, nó như một cái lò than vậy đó, nó nóng lắm, cái lều nó nóng vô không được. Thành ra tôi phải suốt ngày tôi ở ngoài, tôi lang thang ở ngoài, đến tối chui vô nó thì cũng không dám chui tại nó lạnh kinh khủng khiếp luôn. Tôi ban ngày nó nóng, ban đêm nó lạnh. Và tôi trải qua thứ sáu thứ bảy chủ nhật tôi giảng, tôi ít có đi cái trại nào mà tôi phải giảng trong ba ngày, thứ sáu thứ bảy chủ nhật tôi giảng 4 bài và nó có một cái phần hỏi đáp khoảng chừng gần 3 tiếng đồng hồ nữa. Và tôi đuối sức ở trong cái trại đó. Tôi về hôm thứ ba tôi đuối cho tới bây giờ đuối tới bây giờ luôn. Tại quý vị biết rằng ở trong cái trại đó nó có một cái này quý vị, họ hỏi về hội thánh mình. Tôi mới mở cái phone ra, tôi kiếm được cái hình mà tháng 6 hội thánh mình đi picnic á, hồi tháng 6 á, tôi đưa cho họ coi. Thì trong cái hội thánh nó có một anh tín đồ, anh người Campuchia, có vợ Việt Nam. Và quý vị biết khi anh coi cái hình đó anh nói gì không? Đưa cho người bên cạnh mà nói, ô, cái nhà thờ của ông mục sư là một cái mega church. Họ nói như vậy, họ nhìn vô nó mega church. Cái tôi mới cười cười, tôi nói giỡn chơi hoài ông, nhà thờ tôi là mega church gì, nhà thờ mình có 100 mấy người mega church gì, phải mấy ngàn mega church. Ông nói không, mega church là so với chúng tôi. Quý vị biết cái family camp của họ nó có bao nhiêu người không? Khoảng 20 người, kể cả người lớn người nít. Và họ nhìn mình, họ ước ao, họ nói rằng không biết chừng nào mới được như Sacramento, hội thánh của mục sư là mega church. Và một cái anh chàng chấp sự trong hội thánh, trước khi tôi về anh nói mục sư cho con cảm ơn hội thánh Sacramento đã cho mục sư tới đây để mục sư nhóm với hội thánh, họ không có mục sư. Quý vị có cảm ơn Chúa mỗi ngày về hội thánh mà Chúa ban cho mình. Nhưng nếu như vậy thì 20 người đó họ có cảm ơn Chúa không? Họ nói với rằng là xin gửi, cho chúng tôi gửi lời thăm hội thánh Sacramento bởi vì hội thánh đã cho mục sư đến đây. Nhưng tôi nói với họ rằng tôi cảm ơn họ bởi vì họ cho tôi tới đây. Bởi vì quý vị biết không, tôi tới tôi thấy một nhóm tín hữu 20 người, bao quanh họ là Mormon, đó là thủ phủ của Mormon. Và hội thánh bị tấn công trên nhiều phương diện. Nhưng mà tôi thấy chỉ có bao nhiêu người đó mà họ hết sức tận lòng trong công việc. Trong cái trại đó tôi thấy bao nhiêu người ở đó là tất cả số người đó đều có một cái công việc để làm trong cái trại đó. Và họ làm rất là tích cực. Tôi thấy họ vất vả kinh khủng để họ tổ chức một cái trại như vậy. Họ hết lòng với hội thánh. Và tôi nói với họ rằng tôi cảm ơn Chúa. Tôi mệt thiệt á, tôi chưa bao giờ tôi đi một cái trại nào mà tôi mệt như vậy. Có lẽ lúc này cũng già cả lớn tuổi rồi, sống đuối kinh khủng. Nhưng mà tôi nói với họ rằng tôi cảm ơn Chúa bởi vì trước ngày thứ sáu tuần trước tôi không biết họ là ai. Nhưng mà ngày thứ sáu tôi đến và đến ngày thứ ba tôi rời khỏi Utah. Chúa cho tôi có thêm một gia đình mới. Cảm ơn Chúa vô cùng để được đến với anh chị em của mình. Khi tôi về tới nhà đó thì tôi thấy có một cái bao thơ mà tôi mở ra thì có một người họ gửi cho tôi cái đề can này nè, để dán nè, rất là nhiều. Sáng nay tôi vô tôi phát cho người một cái mấy lớp trường chủ nhật.
Và cái người gửi cho tôi là cái người mà tôi không biết ông này là ông nào. Ông ở bên South Carolina. Viết thơ, bỏ bao thơ gửi cho tôi đàng hoàng ở trong đây. Hỏi nếu cần muốn xin, muốn thêm thì nói cho tôi gửi cho. Tôi thấy ủa sao ấm lòng quá ha. Mình có một cái anh em mình cũng không biết mặt nữa. Rồi cái chiều hôm qua, ngày hôm qua tôi với vợ tôi đi San Jose để tôi giảng hồi đó. Từ 11 giờ trưa đến 8 giờ tối tôi về. Thì tôi về tới nhà lại có một cái hộp gửi đến cho tôi. Và cái hộp nó của một cái cô ở bên Kansas. Cô nói là cô biết tôi từ khi ở bên Việt Nam kìa. Nhưng mà tôi không biết cổ. Tôi không biết tôi mặt cổ, tôi không biết luôn. Gửi tôi một cái hộp mà cô, quý vị biết trong đó là gì không? Là những cái đồ handmade làm cho con nít. Cô gửi cho thiếu nhi trong hội thánh mình. Cô nói nhờ anh Tính gửi cho mấy bạn thiếu nhi để đây. Mà cái này là ở đâu? Cổ với đứa con gái, cổ hai mẹ con ngồi lại. Một hộp đồ handmade. Sau dây chuyền đeo rồi đủ thứ hết trơn đó. Tôi nói với Thúy là để đưa cho Khương để coi lớp thiếu nhi rồi cho các cháu đó. Cô nói cho gửi. Tôi thấy thiệt cảm ơn Chúa mỗi ngày. Tôi đi về ngày hôm qua tôi mệt kinh khủng luôn. Tại vì tôi mệt từ cái tôi đi du thà về tôi chưa có khỏe. Thì tôi lại tiếp tục ngày hôm qua tôi đi. Hôm qua 11 giờ tôi lái xe từ đây xuống San Jose. Nó kẹt xe 2 tiếng rưỡi tôi mới tới nơi. Rồi tôi giảng ở đó, tôi có cái session Q&A ở đó, rồi tôi hoành về tới nhà là 8 giờ tối. Nhưng mà tự nhiên tôi cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho mình có những anh chị em, Chúa cho mình có hội thánh, đó là cái phước hạnh. Thành ra hãy bên độ trong cầu nguyện, tỉnh thức trong cầu nguyện, tạ ơn trong cầu nguyện. Và điều cuối cùng câu số 3, câu số 4 nói với chúng ta rằng hãy cầu thay cho nhau. Sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy cầu thay cho ông. Và nếu sứ đồ Phao-lô cần sự cầu thay thì tôi cần sự cầu thay và quý vị cũng cần sự cầu thay. Anh xin cho chúng ta nhớ đến nhau, quý vị biết không, mỗi sáng thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáng thứ bảy chúng ta đều cầu nguyện trên Zoom hết. Quý vị có thể tham dự được không? Có thể trước khi đi làm, thay vì ngủ nhiều một chút, dậy sớm một chút, dậy sớm sức khỏe nó tốt quý vị. Mình lớn tuổi rồi cũng không nên ngủ nhiều phải không? Mình dậy sớm chút cầu nguyện với hội thánh. Đi lên trên Zoom nghe một vài sự chia sẻ lời Chúa rồi tách ra thành từng group 2 người, 3 người để cầu nguyện với nhau. Chúng ta cầu thay cho nhau. Chúng ta nghe tất cả những nan đề, chúng ta thấy cô Phương cần cầu nguyện. Cô Ni trong một vài tuần nữa cũng điều trị tiếp rồi. Chúng ta nhớ đến anh Tuyển đang đối diện với cái thử thách rất là lớn. Chúng ta cầu nguyện cho bé Nam Phương. Và chúng ta cầu nguyện cho Kaden. Chúng ta cầu nguyện cho các cháu trong hội thánh. Chúng ta cầu nguyện cho con cái chúng ta. Thành ra nhớ rằng cầu nguyện là phải bền độ. Cầu nguyện là phải tỉnh thức. Cầu nguyện là phải tạ ơn. Và hãy nhớ cầu thay cho nhau. Amen. Chúa ban phước cho tất cả. Mời hội thánh đứng lên chúng ta cầu nguyện. Là Chúa, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Bởi vì sáng hôm nay chúng nghe con nghe được công việc Chúa trên anh chị em chúng con. Và chúng con biết ơn Ngài. Chúng con xin Chúa ngày cứ tiếp tục ở cùng với hội thánh. Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con được trưởng thành, được lớn lên trong lời Chúa. Chúng con áp dụng lời Chúa vào trong đời sống mỗi ngày chúng con. Và rồi chúng con kinh nghiệm được sự chăm sóc dẫn dắt của Chúa trên cuộc đời của mình. Chúng con cầu nguyện để rồi Chúa ơi, có những anh chị em chúng con đang đau ốm bệnh tật, có những người đang đối diện với những cái hoàn cảnh khó khăn, con xin Chúa ngày đến với họ, Chúa bao phủ trên họ, Chúa dạy dỗ họ điều Chúa muốn nói với họ qua những thử thách này. Chúa ban sự bình an, Chúa đổ niềm vui của Chúa trên họ, và trong danh của Chúa, Chúa cũng ban sự chữa lành trên thân thể của họ nữa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin cho chúng con mỗi ngày sống, chúng con tiếp tục bền độ trong sự cầu nguyện, thức tỉnh trong sự cầu nguyện. Chúng con vui mừng và tạ ơn Chúa ở trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng hội thánh của Chúa, ông bà chị em chúng con, mỗi chúng con lên cho Chúa, chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.